Mời mọi người theo dõi lượt trận thứ 3 giữa quận 5 và quận 11. Hai đội vừa đá với tỷ số 1 đều. Bây giờ chúng ta sẽ đá trận thứ 3 để phân thắng thua. Đội nào thắng sẽ được vào vòng trong. Trận đấu bắt đầu 0-0. Yeah.
Thank you.